phẩm Ba La Mã 70 điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy này các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo! Sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo! Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ, với thân làm nghiệp tà, người ở đời làm vậy, ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít oi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với liệt tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 71. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu nói lời thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các Bậc Thánh có chánh kiến chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối sau khi thân hoại mạng chung họ được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này này các tỷ kheo sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên ta nói lên lời nói này này các tỷ kheo ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh, có tránh kiến, chấp nhận các nghiệp được tránh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh, có tránh kiến, chấp nhận các nghiệp được tránh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Dẫn ý vào đường tránh, nói những lời tránh ngữ, với thân làm nghiệp tránh, người ở đời làm vậy, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít oi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 72. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba suất ly giới này Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỷ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tỷ kheo ấy thấy tránh. Từ đấy chính ở đây vì ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh. Vị ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 73. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến chúng sanh đi đến sắc có chúng chú vô sắc không quán chi đoạn diệt họ đi đến tái sanh những ai liễu chi sắc không an chú vô sắc chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được, bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc, vị tránh đẳng tránh xác thuyết giảng về con đường, con đường không sầu muộn, con đường không cấu uế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 74. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu xanh, tùy xanh, liệt xanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là ưu sanh? Ở đây này các tỷ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo các ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy, này các tỷ kheo, là người con ưu sanh. Và này các tỷ kheo, Thế nào là người con trai tùy xanh? Ở đây này các tỷ kheo Cha mẹ của người con quy y Phật Quy y Pháp Quy y Tăng Từ bỏ sát sanh Từ bỏ lấy của không cho Từ bỏ tà hạnh trong các dục Từ bỏ nói láo Từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu Giữ giới Theo các pháp lành Người con trai của họ cũng quy y phật quy y pháp quy y tăng từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu giữ giới theo các pháp lành như vậy này các tỷ kheo là người con tùy xanh và này các tỷ kheo thế nào là người con trai liệt xanh? Ở đây này các tỷ kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành và người con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say, rượu men, rượu nấu, ác giới theo các ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỷ kheo, có ba hạng con trai này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bậc hiền trí ước muốn, con trai ưu tùy sanh, không ước muốn liệt sanh, một gánh nặng gia đình. Đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tín giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự san tham. Những người con như vậy, như trăng thoát đám mây, trói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 75. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là ba hạng người như hạn hán hạng người như chỉ mưa trong địa phương và hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả và này các tỷ kheo thế nào là hạng người như hạn hán ở đây này các tỷ kheo có người không bố thí cho ai cả không cho đồ ăn đồ uống vải xe cộ vòng hoa hương dầu xoa sàng tọa đèn đúc cho sa môn bà la môn cho các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng này các tỷ kheo hạng người như vậy như hạn hán không mưa và này các tỷ kheo thế nào là hạng người như chỉ mưa trong địa phương ở đây này các tỷ kheo có người có bố thí cho một số người nhưng không bố thí cho một số người dầu số người đó là sa môn bà la môn hay các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng họ không bố thí đồ ăn đồ uống vải xe cộ vòng hoa hương dầu xoa sàng tọa đèn đuốc này các tỷ kheo hạng người như vậy là hạng người như mưa chỉ trong địa phương và này các tỷ kheo thế nào là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả ở đây này các tỷ kheo có hạng người cho tất cả mọi người cho đồ ăn đồ uống vải mặc xe cộ vòng hoa hương dầu xoa sàng tọa đèn đuốc cho các người sa môn bà la môn cho các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng này các tỷ kheo có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến không cho hạng sa môn không cho bà la môn không cho kẻ khốn cùng không cho người ăn xin không san sẻ cho người những đồ thâu hoạch được như đồ ăn đồ uống cùng các vật thực khác hạng ấy thật giống như hạn hán không mưa móc hạng người ấy được gọi là hạng người hạ liệt không cho một hạng người chỉ lựa cho một số hạng ấy được hiền trí gọi là những hạng người chỉ mưa tại địa phương không mưa tại chỗ khác hạng người mưa bố thí cùng khắp tất cả chỗ có lòng thương từ mẫn đối với mọi hữu tình với tâm thật hoan hỉ tung vãi cho cùng khắp hãy cho hãy cho nữa vị ấy luôn nói vậy như mây rông gầm thét chớp sáng mưa đổ xuống tràn ngập chỗ đất cao, tràn đầy chỗ đất trũng, chảy tràn với nước ngập. Cũng vậy, ở đời này, có một số hạng người, hạng người giống như vậy, thâu hoạch được đúng pháp, tài sản do nỗ lực, với đồ ăn, đồ uống, vị ấy trơn tránh đãi những chúng sanh khốn cùng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe 76 điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Do hy vọng được ba lạc này bậc hiền trí hộ trì giới, thế nào là ba mong rằng lời tán thán sẽ đến với ta bậc hiền trí hộ trì giới. Mong rằng tài sản sẽ khởi lên cho ta, bậc hiền trí hộ trì giới. Mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, bậc hiền trí hộ trì giới. Này các tỷ kheo, do hy vọng được ba lạc này, bậc hiền trí hộ trì giới. Thế tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Bậc trí hộ trì giới, hy vọng được ba lạc, được khen, được tài sản, đời sau sống hoan hỉ trong cảnh giới chư thiên. Nếu không làm điều ác, nhưng theo kẻ làm ác thì bị nghi làm ác và bị tăng tiếng xấu. Giống như người làm bạn giống như người làm theo, người này giống người ấy, giống như người cộng chú, người theo, người được theo, xúc chạm, được xúc chạm, như cây tên nhiễm độc, nhiễm bó tên chưa nhiễm. Bậc trí vì sợ nhiễm nên không bạn kẻ ác với ngọn cỏ cu sa, dùng gói đồ cá thúi, cu sa hay mùi thúi. Cũng vậy gần kẻ ngu còn người dùng ngọn lá gói hương ta gara, ngọn lá bay mùi thơm. Cũng vậy gần bậc trí, do vậy nhờ nghĩ đến cái giỏ bằng lá ấy, biết được những cái gì sẽ rơi vào tự mình, bậc hiền trí không theo những hạng người bất thiện. Chỉ biết làm bạn thân những người lành hiền thiện, những kẻ ác bất thiện dắt dẫn đến địa ngục, còn những kẻ tốt lành đạt đến cảnh thiện thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 77. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo thân này bị hủy hoại, thức bị lụn tàn. Tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụn tàn. Thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 78. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ các chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng này các tỷ kheo trong thời gian quá khứ các chúng sanh tùy theo giới đã giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng đã giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỷ kheo, hiện nay cũng vậy. Trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng chú. Rừng dục được chặt đứt chính nhờ không cộng chú. Như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn. Cũng vậy nếu đi đến với kẻ lười biếng nhác bậc sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn do vậy hãy tránh xa kẻ lười không tinh tấn hãy chung sống cộng chú với bậc thánh viễn ly với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe 79 Điều này đã được Thế Tôn nói đến Đã được Bậc A-La-Hán nói đến Và tôi đã được nghe Này các tỷ kheo Có ba pháp này đưa đến tồn giảm cho tỷ kheo hữu học Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo Tỷ kheo hữu học ưa thích công việc thích thú công việc đam mê ưa thích công việc ưa thích nói chuyện thích thú nói chuyện đam mê ưa thích nói chuyện ưa thích nằm ngủ thích thú nằm ngủ đam mê ưa thích nằm ngủ này các tỷ kheo có ba pháp này đưa đến sự tồn giảm cho tỷ kheo hữu học này các tỷ kheo có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ không thích thú nằm ngủ không đam mê ưa thích nằm ngủ này các tỷ kheo có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo hữu học thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến tỷ kheo thích công việc thích thú trong nói chuyện và ưa thích nằm ngủ sống dao động trạo cử vị tỷ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy, đối vị ấy cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có tháo động. Vị tỷ kheo như vậy mới có thể chứng được, chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe